bị đánh dập nát bàn tay phải. Nhiều vết trên người bị sưng to, trầy xước, bầm tím, mũ bảo hiểm và kính mắt bị vỡ. Đây là những hậu quả để lại sau vụ hành hung nhà báo Đỗ Duẫn Hoàng xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 3 năm 2016. Theo lời kể của nhà báo Đỗ Duẫn Hoàng, khi anh đang đi đến khu vực chung cư Kim Lũ, nơi đang có công trình xây dựng, thì thấy ba người đàn ông cao to cầm một chiếc gậy chặn đường. Ba đối tượng đã dùng gậy, tay và chân đánh liên tiếp, thậm chí các đối tượng còn dùng chân đạp vào đầu anh Hoàng. Tôi quay lưng lại để đi thì thấy có một người ôm tôi. Và một người ôm, trong tích tắc thì hai nhát gậy bổ vào đầu tôi. Tôi cũng không biết gậy làm bằng gì nữa. Tôi chỉ biết là tôi choáng váng. Các anh đánh nhầm rồi. Thì họ còn nói một câu duy nhất cho đến khi họ chia tay tôi. Đấy là không nhầm, đánh đi. Thế thì tôi bảo tôi chết rồi, mình bị bao vây và bị đánh hội đồng và bị thuê đánh rồi. Trong đầu tôi lúc đấy nghĩ thế. Như toàn bộ những cái gì cong lên, các anh chị hình dung từ hông đến lưng đến gáy đến đầu. Thì tôi ăn đòn liên tiếp. Và bọn chúng kiên quyết là lôi cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu tôi. Thì tôi kiên quyết giữ cái mũ bảo hiểm này. Thì mọi người cứ hình dung là vì tôi giữ rất là chặt, đây tay tôi giữ như thế này. Thì họ không lôi được mũ ra khỏi đầu tôi, thì họ vụt tiếp vào cái mũ. Thì cái tay tôi vô tình trở thành một cái vật kê trên một cái thớt. Cái thớt chính là cái mũ. Còn tay tôi là con cá, còn gậy của nó là con dao. Cho nên nát ngón tay này. Vụ việc này đã gây nên một sự bức xúc vô cùng lớn trong dư luận. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và điều tra làm rõ vụ việc. Phía Báo Lao Động ngay lập tức cũng đã có một cuộc họp báo để thông tin chính thức về vụ việc này. Bên cạnh việc hoan nghênh những động thái tích cực từ phía các cơ quan chức năng, ông Trần Duy Phương, tổng biên tập Báo Lao Động khẳng định phía báo sẽ làm hết sức để bảo vệ nhà báo Đỗ Duẫn Hoàng nói riêng và phóng viên của Báo Lao Động nói chung. Tôi rất là ghi nhận là cơ quan điều tra ngay từ những giây phút đầu tiên đã rất tích cực, cử khá nhiều lực lượng xuống. Nhưng mà chúng tôi mong muốn là cái sự tích cực đấy nó được duy trì và nó biến thành một cái kết quả có thực, nghĩa là người kẻ thù ác đã phải xuất hiện và phải làm rõ được nguyên nhân vì sao mà hành hung nhà báo đang làm nhiệm vụ. Mỗi khi có một việc nó xảy ra với phóng viên chúng tôi nghĩ là đầu tiên chúng tôi phải bảo vệ phóng viên, chúng ta phải tìm cách là làm sao cho phóng viên vẫn yên tâm tác nghiệp được. Trước khi chúng tôi yêu cầu là xã hội và anh em phải giúp đỡ thì chúng tôi chỉnh đốn hành trình chúng tôi. Đỗ Duẫn Hoàng được biết đến là nhà báo điều tra đính thép với nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao vì cộng đồng. Thời gian gần đây anh đã có một loạt bài điều tra đăng tải trên Báo Lao Động gây ra chấn động lớn. Các tác phẩm của Đỗ Duẫn Hoàng lên tiếng bảo vệ cộng đồng, bảo vệ công lý và những người yếm thế. Tuy nhiên lại động chạm đến quyền lợi của một số đối tượng có những hành vi sai trái. Xét về mặt pháp lý, hành vi đánh đập này có thể xếp vào luật hình sự với tội danh giết người. Bây giờ cái sự việc đó nó có dấu hiệu hình sự, bởi vì là theo quy định của pháp luật thì gạch, đá, gậy đó là những hung khí nguy hiểm. Hung khí nguy hiểm đấy có thể gây đến sát thương, gây đến thương tích cho người khác. Nên người nào sử dụng hung khí nguy hiểm đó mà gây thương tích cho người khác thì dù thương tật chưa đến 11% vẫn bị xử lý theo điều 104 của hình sự. Nếu tỷ lệ thương tật của nhà báo mà từ 11 đến 31%, 30% thì là sẽ hình phạt là từ 2 năm 7 năm. Còn nếu mà từ 1% xuống thì sẽ theo khoản 1 là từ 6 tháng đến 3 năm tù. Vụ việc vừa xảy ra với nhà báo Đỗ Duẫn Hoàng một lần nữa sóng lên tiếng chuông cảnh báo về tình trạng phóng viên nhà báo bị nhiều đối tượng cản trở, hành hung trong quá trình tác nghiệp. Vừa qua chúng ta đã ghi nhận rất nhiều vụ việc hành hung tương tự với mức độ và số lượng ngày càng dày đặc, tinh vi. Như vụ nữ phóng viên báo Thanh Niên bị tạt axit, phóng viên báo Nông Thôn ngày nay bị hành hung ở Cần Thơ, hai nhà báo của VOV bị hành hung ở Văn Giang, Hưng Yên, nhà báo Trần Thế Dũng, phóng viên báo Người Lao Động bị một nhóm cừu vạn buôn lậu hành hung dã man ở Lạng Sơn, nhà báo Nguyễn Công Quang bị nhiều đối tượng chém tới tấp vào lưng và cuộc sống ở Thái Nguyên. Không chỉ hành hung về mặt thể chất, các phóng viên nhà báo còn liên tiếp bị các đối tượng đe dọa về mặt tinh thần như nhắn tin, gọi điện dọa nạt, dọa giết. Việc bị các đối tượng lạ liên tục nhắn tin, gọi điện khủng bố ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của phóng viên. Trên thực tế, chế tài xử phạt các hành vi hành hung phóng viên nhà báo trong quá trình tác nghiệp là không hề nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn ra ngày càng nhiều và ngày càng phức tạp. Lý giải về điều này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích. Pháp luật cũng có những quy định hình phạt như thế rất là nghiêm khắc. Đấy, tuy nhiên là có nhiều trường hợp, nhiều đối tượng khi họ thực hiện hành vi đấy là không phải là do họ không sợ hình phạt đâu. Ở nước đó họ, cái nhận thức của họ, ý thức của họ không nghĩ đến việc đó. Vậy nên công tác phòng ngừa ở đây ngoài cái việc là xử lý nghiêm minh, răn đe thì còn có những biện pháp phòng ngừa khác là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đấy, và có những cái biện pháp ngăn ngừa ngay từ đầu. Còn cái câu chuyện là khi người ta cố tình vi phạm thì đương nhiên phải xử lý một cách rất nghiêm khắc để đảm bảo răn đe cái trường hợp.
Với thực trạng đáng buồn như hiện nay, việc cơ quan báo chí bảo vệ chính phóng viên của mình, đồng thời các nhà báo kề vai sát cánh trong quá trình tác nghiệp được xem là biện pháp tối ưu để có thể tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn trong công cuộc đưa sự thật ra ngoài ánh sáng, bảo vệ công lý, bảo vệ người dân.